đánh bạn gái giữa đường rồi tắt cả người can ngăn, nam thanh niên bị hai người đàn ông xử gọn. Lại chuyện phạt 200.000 đồng, lần này là vỗ mông phụ nữ trong thang máy. Làm trợ lý cho chú tại nhà xác, nam thanh niên bị bắt vì xâm hại hàng loạt thi thể. Chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh dùng những đồ vật gì để hành hung nhân viên? Đánh bạn gái giữa đường rồi tắt cả người can ngăn, nam thanh niên bị hai người đàn ông xử gọn. Chứng kiến cảnh nam thanh niên đánh bạn gái ngay trên đường, hai người đàn ông gần đó đã tiến tới can ngăn, xử thanh niên này. Một phần diễn biến sự việc được người dân gần đó sử dụng điện thoại quay lại clip và chia sẻ lên mạng xã hội. Được biết, sự việc xảy ra ở giữa đường gần bờ kè Bạch Đằng, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy nam thanh niên đội mũ bảo hiểm và cô gái mặc áo màu vàng xảy ra xô xát. Theo chia sẻ, nam thanh niên này dường như đang trong tình trạng say rượu, không đủ tỉnh táo. Không rõ nguyên nhân vì sao, nam thanh niên này lớn tiếng chửi bới, vừa kéo tay, giật tóc cô gái. Một cô gái khác đi cùng liền chạy tới can ngăn nhưng cũng bị thanh niên này tát, dằn mặt không được can thiệp. Chứng kiến sự việc này, hai người đàn ông gần đó liền bước tới đánh thanh niên này ngay tại chỗ. Tuy nhiên, nam thanh niên trên vẫn cố với tay về phía cô gái kéo mặc cho nạn nhân liên tục vùng ra và nhích vào người bạn đi cùng. Hiện chưa rõ cụ thể sự việc thế nào, tuy nhiên đoạn clip vẫn đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của nam thanh niên trên. Không hiểu kiểu gì, đánh phụ nữ giữa đường giữa phố, lấy cái cớ là say rượu rồi làm gì cũng được chắc. Hãi thật, đánh người yêu rồi đánh luôn cả người can, thật bức xúc quá, thương cho cô gái kia. Cũng may là có mấy anh kia can thiệp kịp thời giúp đỡ, không thì bị ông người yêu này đánh cho không biết sống chết sợ hãi như nào. Mong cô gái kia về sau không đến gặp anh chàng của cô kia nữa. Phát hiện lá thư nơi nữ giáo viên cùng con trai 11 tuổi tử vong. Thi thể nữ giáo viên tử vong trong tư thế treo cổ, con trai 11 tuổi cũng đã chết cùng với đó là một lá thư để lại. Liên quan đến vụ việc cô giáo cùng con trai tử vong tại nhà công vụ của trường tiểu học An Lạc, xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đại diện ban giám hiệu cho biết, nhà trường rất bất ngờ khi biết thông tin này bởi ở trường không ai thấy cô V, T, L có biểu hiện gì bất thường. Đại diện ban giám hiệu nhà trường cho hay, đợt kỷ niệm 20 tháng 11 vừa qua, cô giáo L vẫn nhiệt tình tham gia buổi lễ tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trước đó, vào chiều qua, 22 tháng 11, mọi người phát hiện cô V, T, L, 51 tuổi, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà công vụ của trường. Con trai cô giáo L, 11 tuổi, cũng tử vong trong tư thế nằm trên giường. Khi phát hiện sự việc, người dân cho biết cửa căn phòng khóa trái bên trong. Đáng chú ý, tại hiện trường, cô giáo có viết thư để lại. Nội dung lá thư đang được công an xác minh để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con. Được biết, ngoài con trai đã tử vong, cô L còn có con gái lớn, 25 tuổi, đã lập gia đình và hiện sinh sống ở thành phố Yên Bái. Theo chính quyền địa phương, cô L đã ly hôn rồi lấy chồng thứ hai nhưng cũng đã ly thân với người chồng này. Sau đó, cô và con trai chuyển đến ở tại nhà công vụ của trường tiểu học An Lạc. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Lục Yên đã có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân. Lại chuyện phạt 200.000 đồng, lần này là vỗ mông phụ nữ trong thang máy. Chị L vào thang máy để lên nhà ở một chung cư thì gặp người đàn ông nước ngoài tên Di. Khi chị L vừa đi ra khỏi thang máy thì bị người đàn ông này dùng tay vỗ vào mông chị. Ngày 23 tháng 11, Công an quận 2, thành phố Hồ Chí Minh cho hay đã ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng với ông M. Di. Sinh năm 1976, mang quốc tịch Estonia, ngụ quận 2, về hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng theo Điều 5, Nghị định 167/2013, NDCP. Theo điều tra, khoảng 20 giờ 2 phút ngày 11 tháng 7, chị H. L. Sinh năm 1984, ngụ tỉnh Quảng Nam, trú quận 2, đi vào thang máy chung cư The Sun Avenue, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để về căn hộ của mình. Khi vừa vào bên trong thang máy, chị L bắt gặp ông Di cũng đang ở bên trong. Do cả hai quen biết với nhau từ trước nên chị L vui vẻ chào hỏi trò chuyện cùng ông Di. Khi tới tầng nơi mình sinh sống thì chị L bước ra khỏi thang máy. Bất ngờ, người đàn ông nước ngoài dùng tay vỗ vào mông của chị L. Chị L phản ứng thì ông Di có lời nói xúc phạm chị này. Làm trợ lý cho chú tại nhà xác, nam thanh niên bị bắt vì xâm hại hàng loạt thi thể. Trong hơn một năm phụ giúp chú làm việc tại nhà xác bệnh viện, thanh niên 20 tuổi đã quan hệ tình dục với hàng loạt thi thể phụ nữ bị đưa vào đây.
Ngày 19 tháng 11, cảnh sát Bangladesh đã bắt giữ Manna Vehatata vì cáo buộc quan hệ tình dục với xác chết trong hơn một năm liền. Cụ thể, hai năm trước, Manna đã đảm nhiệm chức trợ lý cho chú mình là Jatan Kumar, một nhân viên nhà xác trong Bệnh viện Đại học Isahid Sarawadi ở thủ đô Dhaka. Từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020, nam thanh niên 20 tuổi bị cáo buộc đã làm bậy với hàng loạt thi thể nữ được đưa vào nhà xác. Theo thông tin từ trợ lý giám đốc CID Jisan Unhak, cơ quan chức năng đã bắt giữ Manna ngay khi có kết quả xét nghiệm ADN, chứng minh anh ta có hành vi xâm hại tình dục đối với tử thi trong bệnh viện. Không chỉ vậy, nghi phạm còn phải đối mặt với cáo buộc quan hệ xác thịt cùng người chết sau khi bị cảnh sát Ấn Độ tố cáo. Các nhân viên CID cho biết họ đã nhận được mẫu xét nghiệm âm đạo có tinh dịch của nam giới từ bộ phận pháp y thuộc Bệnh viện Đại học Isarawadi. Quá trình giám định ADN cho thấy những mẫu tinh dịch này thuộc về một người duy nhất, và đó chính là Manna. Chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh dùng những đồ vật gì để hành hung nhân viên? Mỗi khi tức giận, chủ quán bánh xèo miền Trung lại lôi nhân viên vào phía sau nhà đánh đập bằng bàn chải sắt đánh bảy cá, chày giã tiêu, dao. Liên quan đến vụ việc kể trên, Công an huyện Yên Phong đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 34 tuổi, ở huyện Nghĩa Tư, tỉnh Quảng Ngãi, chủ quán bánh xèo miền Trung ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, về hành vi hành hạ người khác. Tại cơ quan công an, Tuyết đã khai nhận toàn bộ hành vi. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, không chỉ em T, Q, D bị Ánh Tuyết hành hạ. Một nhân viên khác của quán là V.N, 21 tuổi ở huyện Nghĩa Tư, tỉnh Quảng Ngãi, cũng bị nữ chủ quán này đánh đến gãy ngón chân, xây sát khắp cơ thể. Để tránh bị phát hiện và giữ chân được D.N, làm việc cho mình, Tuyết đã bắt hai nhân viên làm việc quần quật từ 7 giờ sáng hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, không trả lương, không cho ăn cơm và không được gặp gỡ, giao tiếp với người ngoài. Mỗi khi tức giận, Tuyết lại lôi nhân viên ra phía sau nhà đánh đập bằng những dụng cụ làm bếp như bàn chải sắt đánh bảy cá, dao, chày giã tiêu, xẻng xúc bánh. Hiện Công an huyện Yên Phong đang tiến hành giám định thương tích các nạn nhân, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2020, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Phong phát hiện một cháu bé tại khu vực chùa thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong có biểu hiện bất thường. Sau khi đưa về trụ sở công an huyện, cháu bé trình bày tên là T. Q. D, sinh năm 2005, quê quán Thuận Hòa, Thành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, có mẹ là V. T. T, đã chết, bố đẻ là T. Q. T, đang sống ở quê. Sau khi tiếp nhận và tiến hành xác minh ban đầu, Công an huyện Yên Phong đã chuyển D đến Trung tâm Y tế huyện Yên Phong để khám và điều trị. Hiện D đang được anh trai là T. Q. D chăm sóc tại Trung tâm Y tế, sức khỏe và tinh thần của cháu bé bình thường. Ngày 22 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết về hành vi hành hạ người khác. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, hãy bấm nút like, nút đăng ký và bấm vào cái chuông để nhận nhiều video mới nhất.